Xin mến chào anh chị cũng như quý bà con chăn nuôi đến với kênh của mình là Nông Dân TV. Năm cũ đã qua, năm mới lại đến. Hôm nay đó là ngày mùng 1 Tết, tức là bước qua sang năm Tân Sửu, năm con trâu nha. Thì mình là cũng là nông dân. Thì mình cũng xin kính chúc quý bà con nông dân chăn nuôi bước sang năm mới, năm Tân Sửu trong ngành chăn nuôi mình được thuận lợi và thành công. Rồi trong cái clip hôm nay mình chia sẻ tiếp tục chạy bò của anh Vinh Nguyễn, mùng 1 vẫn buôn bán bình thường. Thì hôm nay là có khách họ đến họ mua, thì mình quay cảnh đó là dắt bò lên xe cũng như báo giá lô bò 6 con, trong đó ba bơ, bắp kem đều có hết. Thì xin nhắc lại đó, thì trong những ngày đầu xuân này thì quý khách đến trại mua bò thì được tặng, mua một con thì được tặng 1 kg thịt bò nha. Đó, đó là trại bày tỏ lòng tri ân đối với khách hàng quan tâm đến trại để mua bò. Rồi giờ chủ trại sẽ báo giá lô bò này cũng như cảnh lên xe giao cho khách. Hôm nay Chỉ mà mùng gieo tin mà bò hết 1 phút nó mới đẻ ra mùng một đó, chạy bò Vinh Nguyễn chở bò gì qua nó đâu ở Châu Phú hả? Chở bò gì Châu Phú An Giang nha, lên con rồi chúc chú nuôi bò mau lớn. Đây đây là chú nhận thịt bò nghe chú, nói ít câu đây nghe là chú. chạy bò bán tặng quà đây, quà Tết. À, quả cho chú làm một con 1 kg thịt bò hen. Chú ở đâu, chú ở đâu? Ở Châu Phú. Châu Phú nha. Dạ dạ đây tặng cho chú thịt bò về ăn Tết luôn. Thôi cầm nó quay dẫn một cái. Lên xe đi lên xe này chở hai con là rồi là đội. Đây bò Dương Nguyễn mới về 6 con 24 triệu con. Sáu con 24 triệu con. Con này tầm 6 tháng tuổi nha. Con bò Dương Nguyễn mang thích Vĩnh Long. Tới cô bác anh chị muốn đi tham quan bò rồi mua được bò về luôn cô. Giá cũng rất là mềm, 24 triệu một con. 6 con đồng giá 24 triệu. Cô bác anh nghĩ còn rất là nhiều bò nha cô bác anh chị. Chỉ mới vừa 10 con 3B nữa để mai quay. Quay 6 con bò này trước. Bò này cái mặt nó cục thấy tưng, đây con kem xám, đây con 3B, nhiều pháp kem nó cũng ngang cỡ cỡ à, cái trạng đó, đây con pháp kem, rồi 6 con đồng giá 24 triệu, cô bác anh chị nào cần thì liên lạc cái trại bò Duy Nguyễn ở Mang Phát Vĩnh Long. Rồi trước khi kết thúc cái clip thì mình xin nhắc lại cái lô này 6 con mới vừa thì bò rơi vào tầm 6 tháng nha, trong đó thì pháp kem hết có 1 con ba bơ thì đồng giá là 24 triệu, anh em nào muốn bắt con nào cũng được. Anh em muốn tham khảo hoặc tham khảo một lần nữa thì gọi qua số Zalo của chủ trại mình để trên màn hình để cho xem nó chi tiết rõ ràng. Trại thì lúc nào cũng có số lượng bò rất nhiều để quý bà con tham khảo, bà lỡ bà nghĩ là có hết đầy đủ cho bà con. Rồi mình kết thúc cái clip tại đây.